Người ta mê phở thìn bờ hồ nhà tôi là mê cái mùi gừng, cái vị thanh tao này đây. Một nam về nghề. Bốn bái xin biên bái. Bốn tôi đặc biệt chị Phan Thiết. Cần trợ giúp. Phở thìn bờ hồ hợp tác với Chinsu tạo ra phở story mới, gói trọn nước dùng thanh tao. Đúng là phở thìn bờ hồ. Để ai ở đâu cũng có thể thưởng thức. Chuẩn. Đúng là vị thanh táo nữa rồi. Mùi gừng y chang. Chinsu Phở Story, câu chuyện phở Việt Nam. Chinsu Foods.